Hello everyone, welcome back to my channel. Cái clip này thì mình sẽ chơi thử loại 12 game. Các bạn cùng mình khám phá từ game đầu tiên nha. Power of Slenderina. Một ngôi nhà ma. Và trong tựa game này các bạn sẽ hóa thân là một người bị lạc trong ngôi nhà này và tìm cách để tẩu thoát khỏi ngôi nhà này. Rồi ok, mình sẽ đi ra đi. Ở tựa game này các bạn sẽ đi tìm 8 mẩu giấy. Mẩu đầu tiên, nhìn thấy rồi. Tiếp tục nào. Một chiếc chìa khóa. Ok. Sang căn phòng tiếp theo, mẩu thứ hai. Wow, ok. Mẩu thứ tư. Không có gì ở chỗ này. Ok, rất nhiều chìa khóa luôn. Mẩu thứ 5. Không, đây là phòng ăn cộng với phòng bếp, rất là tối om luôn. Và khi tìm hết ở tầng 1, sau đó các bạn sẽ phải lên trên tầng 2 tìm tiếp. Khi đủ 8 mẩu giấy, các bạn sẽ ấn vào đây, nó sẽ mở ra. Ok, tiếp tục nào. Không có gì ở chỗ này. Tiến sâu bên trong. Mẩu thứ 6, ok. Đứa con của ông bà mai. Đây là căn phòng của bà ma rồi. Mẩu thứ 7.
Đây là chiếc chìa khóa để các bạn tẩu thoát khỏi ngôi nhà này. Oh my gosh, mình sẽ điều này đi. Ngôi nhà khá là rộng luôn. Ok, và sau đó các bạn sẽ tìm tiếp. Còn rất nhiều thứ nhá. Tiếp tục đi sâu bên trong thì còn rất là dài. Rồi, và mình sẽ chuyển sang tựa game thứ hai, Scary Teacher vào đây. Let's go. Halloween. Yes, dear. Look on their faces when they see me walking on water. Okay. Các bạn sẽ phải ngồi xuống để tránh bọn cá này nó sẽ ăn. Rồi, mình sẽ thả những miếng thịt này xuống. Sau đó thì mình sẽ phá vỡ cái gương. Ok. Xương treo trên này, kinh thật. All set for competition. Oh, Holy Spirit, bear witness to my greatness. I'll show you all. Watch me make history. Oh shit! Okay, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo, Granny Chapter 1. One day. Một chiếc kim.
Lý do đằng sau là wow, bà ta đang cười. Một cái bán súng ở đây. Oh my gosh, bị lộ rồi. Ok, mình sẽ chuẩn được này. Ở đây không biết có một con quái vật gì không. Thôi mấy cái điều này đã. Tính sao? Oh my god. Rồi rồi. Wow. Đi luôn. Ok. Và bây giờ thì mình sẽ sang game tiếp theo. Một tựa game ma. Một tựa game kinh dị. Và tựa game kinh dị này thì cách chơi đơn giản hơn một chút. Đó là các bạn sẽ không phải sợ nó vào trong một căn phòng nào đó. Nó chỉ có đi được ngoài hành lang thôi. Và khi các bạn bị nó nè, thì các bạn chỉ cần vào trong một căn phòng nào đó thì nó sẽ không làm gì được các bạn. Ok, và tựa game này thì các bạn phải đi thu thập 20 chiếc túi. Let's go. Những con mắt này là những con mắt các bạn xem là nó đi đường nào, hướng nào và đang ở đâu. Ok, nó đang lên trên tầng 2. Sau đó thì mình sẽ đi xuống dưới tầng hầm. Thu thập tiếp những chiếc túi ở dưới tầng hầm này. Để nhớ lại xuống đây rồi. Chuẩn luôn. Nó lại xuống đây. Và nó đang ở kia. Chạy thôi. Bây giờ mình sẽ lên luôn trên tầng 2. Phải thu thập đủ 20 chiếc túi này. Nó vẫn đang ở gần đây. Rất là thính luôn.
Ok, nó chuẩn bị xuống dưới rồi. Let's go. Tiếp tục đi thẳng vào bên trong. Ok. Rồi, đã đủ. Và bây giờ thì mình sẽ thử lên đây xem như thế nào. Xem về đâu. Wow, xuống tầng 1, ok. Nhưng hiện tại thì rồi, nó đã đi rồi. Chạy thôi. Đã thành công. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tầng tiếp theo. Slender Villa, The School. Ở tầng game này thì các bạn sẽ phải đi tìm 8 món đồ và lắp vào trong một ngôi nhà ở dưới để có một nguồn điện ở trên tầng 3. Cánh cửa tầng 3 sẽ mở ra. Ở đây không có gì. Lúc đó các bạn sẽ biết được con ma này ở trong môi trường này, con ma này là ai. Thực ra thì chính xác nhất, con ma này chính là một giáo viên đã chết ở trong môi trường này. Oh my gosh, xuất hiện đâu vậy? Thế là mình suýt chết luôn. Oh my gosh, không có gì căn phòng này. Chưa có một món đồ nào. Đồ đầu tiên được. Mình không có gì tiếp theo. Ok, đầy máu rồi. Khi tìm hết ở tầng 1, các bạn sẽ lên trên tầng 2 tìm tiếp và tìm làm sao đầy đủ 8 món đồ. Let's go. Nhà vệ sinh, ok. Không có gì ở đây. Không có gì luôn. Wow. Một chiếc chìa khóa thôi. Rồi sau đó thì mình sẽ đến tìm phòng ăn. Không có món đồ nào luôn. Rất ẩn nấp luôn. Đó, và các bạn cứ đi xung quanh trong những căn phòng như thế này. Đi tất tần tật, sau đó thì sẽ tìm đủ 8 món đồ. Rồi các bạn sẽ hoàn thành tiếp tựa game này. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game tiếp theo. Ice Cream Bar, let's go. Đây là một tựa game thuộc horror game. Play. Let's go. Đây, chiếc chìa khóa là các bạn ra ngoài.
mở hôm. Ở đây thì ông ta sẽ bắt cóc cậu bé này. Ok. Let's go. Shopping center. Rất khác biệt, mình sẽ mở ra. Một chiếc xe. Rồi, sau đó thì mình sẽ quay xe và cất chiếc xe này trong xe. Ok, và khi cất chiếc xe trong xe thì mình sẽ sang một nơi tiếp, đó chính là Mars. Ok, và mình sẽ đi tìm xem. Đây rồi. Theo mình nghĩ ở chỗ nào. Ok, và bây giờ thì mình sẽ đi lấy chiếc xẻng để đào ra. Chiếc xẻng đây. So well. Rồi, mình sẽ đeo một chiếc chìa khóa. Hau. Đó chính là một chiếc chìa khóa ở trên ngôi nhà, trên cái chòi này. Let's go. Đây là thuốc lổ. Một loại thuốc lổ rất là mạnh luôn. Và mình có thể gọi cô gái kia về. Bằng cách mình phải giữ ông này ra đây. Ông ta đến gần chỗ cô gái rồi. Rồi, sau đó thì mình sẽ gọi cô gái đó vào trong chiếc xe. Và cô gái này thì đang lấp ở trong một cái cây, chùm cây. Let's go. Jay, it's you? What happened the other day? How do you think of jumping with a van running? How? So that was what Charlie wanted to tell me? Where is he? I mean... Is he okay? You okay? Yes. In the end, I managed to jump at one of the stops. Are the others okay? Oh! It is so nice! We have to do something. Okay, I'll follow you. Ông ta đã phát hiện ra mình rồi. Đó là luôn mọi người ông ta. Khi các bạn có một món đồ gì ở trong tay, thì các bạn sẽ không phải sợ ông ta làm gì cả. Và các bạn sẽ cứ dẫn cô gái này về. Cho cô ta về xe của mình. Let's go. Ông ta chắc nghe thấy tiếng và chuẩn bị đến đây. Nhưng khi ông ta đến thì mình sẽ phải lém cái này vào người ông ta. Thì ông ta sẽ không làm gì đâu. Ông ta đã phát hiện ra mình rồi. Rồi, và sau đó các bạn sẽ sang Metro Station.
Và đây là các bạn sẽ phải phá hủy một cái tấm gỗ ở bên phải đây. Sau đó thì ở Metro Station này các bạn sẽ lấy giày, một chiếc mũ và một con ngựa. Tất cả là các bạn phải đi tìm bốn con ngựa trong cái tựa game Ice Cream Bar này. Và mình sẽ lấy thử cho các bạn một thứ. Ở đây thì các bạn có thể lừa ông ta. Có thể đi xung quanh ông ta, có thể lừa ông ta. Đây là một chiếc mũ. Ok, let's go. Trốn ông ta rất đơn giản thôi. Mình đã lấy được một thứ. Rồi mình có thể lấy thứ thứ hai. Ở trong này. Một đôi giày. Ok. Đó, rồi. Và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Scary Here Horrors Forest Game của hãng Boogie Game. Let's go. Ok. Oh my gosh. Ok, đây có một tòa lâu đài. Trong tòa lâu đài này có gì đó. Mình sẽ vào đây xem như thế nào. Ok, let's go. Nếu mà không biết gì thì các bạn có thể mở map bản đồ ra, sẽ chỉ từng ly từng tí cho các bạn xem. Đó là các bạn sẽ đi đến từng điểm ở trong cái map bản đồ này. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Đây là một tựa game Stickman rất là hay. Let's go. Rest. Wow, đây ta gần chết luôn. Đã thành công. Oh my god. Một đều rồi. Wow, 2-1 mình thua rồi, ok. Cậu ta lại rơi ngay vào chỗ đất bồi. Mình lại rơi ngay vào biển. Hai đều, ok. Thank you.
Và đây là trận cuối, xem phân thua thắng bại như thế nào. Thắng rồi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo, Grandi Chapter 2. One day. Và tựa game này thì các bạn sẽ phải tránh hai Grandi, đó là một Grand 3 và một Grandi. Hai ông bà ấy rất là hung dữ luôn. Và mình sẽ phải cố gắng chuồn lên trên tầng 2, tìm những món đồ cần thiết để tẩu thoát khỏi nơi này. Sắp đến mùa Giáng sinh cho nên nhà ông bà này cũng sắm một cây thông loa. Oh my god, mình ấn không kịp, không hiểu sao vậy. Hoặc là do là đến lúc gần quá, các bạn sẽ không thể nào bắn kịp được. Chú đây. Rồi mình sẽ lên nhặt lại khẩu súng này. Và khi các bạn bị đánh một lần, các bạn sẽ đi, nó sẽ khập khiễng. Để mình xem có bị khập khiễng không. Chuẩn luôn, bị khập khiễng rồi. Mình sẽ cố gắng lên nhặt khẩu súng đó. Và nơi để các bạn thoát ra được đó chính là căn nhà có camera. Bà ta sẽ bị biến mất trong vòng 2 phút. Và hôm nay cũng vậy. Ok, mình sẽ lấy chiếc chìa khóa này. Và đây là chiếc chìa khóa để mở ở đây ra. Các bạn sẽ nhặt tất cả những món đồ cho vào đó. Mình sẽ xem ở trong này có gì không. Ok, đã có một khẩu shotgun. Rồi, giờ mình sẽ mở cái này ra. Cho nước rút thôi. Ở trong cái hồ nước này có một con thủy quái. Rồi, let's go, lại lên thôi. Mở cái này ra nào. Các bạn sẽ cho những tấm ảnh vào đây. Đây là chiếc chìa khóa này, các bạn lấy một khẩu shotgun. Vô vườn cây. Mình sẽ để đây. Và đi tìm tiếp xem còn gì không. Một cuốn sách dạy lái máy bay. Xem ra đây có gì không đã. Rồi mình có thể dùng súng để xử lý luôn đứa con của ông bà này. Ok, mình sẽ để đây. Và tí các bạn cũng phải cầm khẩu súng này lên. Oh my god, và ta đã vào luôn đây rồi, tài thật, không làm gì đâu. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Sidon here, scary horror game, let's go. Level 1. Rồi, bật chiếc đèn này lên. Ở đây thì mình đã đi xe ô tô và chiếc xe ô tô đã bị hỏng rồi. Các bạn sẽ nhìn tấm bản đồ này và các bạn đi theo cái map bản đồ này.
đó đi một dấu chấm than màu đỏ. Đây rồi. Ồ, lại quay về chiếc xe. À, không biết quay về làm gì đây. Tấm bản đồ à? Rồi, mình sẽ chạy tiếp. Xin đừng thương. Oh my god. Vậy thì các bạn phải đi đường vòng để tránh gặp xin đừng thương. Rồi, mình sẽ đi đường vòng. Để tránh gặp xin đừng thương. Sau đó mình cứ đi thẳng đến một chỗ này, bình xăng. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang một tựa game tiếp theo, From. Đây là một tựa game mà khá là hay và hot trong những tháng vừa qua. Let's go. Ok. Chưa nghe tiếng rồi, bây giờ mình sẽ vào lại xem như thế nào. Ok. Chưa kịp nhìn thấy thì đã chết rồi. Lại thôi. Khi bóng ma xuất hiện, các bạn sẽ phải ấn vào màn hình này, tránh để nhìn thấy ma. Nếu mà nhìn thấy là thua luôn. Ok. Wow, một con ma dưới sàn. Rất là nhanh và kiểu như là không kịp nhìn cho nên nó hay bị nó bắt mất. Grandma and Granny. Hai ông bà và một con chó rất là dữ. Start game, start chapter 1. Và tựa này thì đầu game thì giới thiệu cho các bạn đó là khi các bạn vào trong ngôi nhà này vừa mở cửa ra thì bị ông ta đập đánh cho nó ngất. Sau đó thì ông ta sẽ lôi các bạn một trong một căn phòng bị khóa kín từ bên trong. Thế nên các bạn phải tìm một chiếc khóa từ bên trong căn phòng này. Sau đó thì sẽ thoát ra và nhặt được món đồ rồi tẩu thoát ra khỏi ngôi nhà này. Thì ở đây thì mình sẽ mở ra, trong này có gì không? Một chiếc chìa khóa. Rồi, bắt đầu chuồn ra ngoài. Tiếp tục mở cánh cửa ở đây ra. Nhặt được món đồ trong ngôi nhà. Tiếp tục. Ok. Sau đó thì mình sẽ đi ra ngoài. Vẫn chưa thấy ông bà này. Đâu? Bà này bắt đầu lên trên này. Thôi.
Thế thì mình sẽ vào trong căn phòng này đi. Tiếp tục nhặt tiếp những món đồ tiếp theo. Trong này xem có gì không. Một chiếc kim. Chiếc kim này để cắt một đoạn dây. Các bạn có thể để chiếc kim ở đây cũng được. Và các bạn có thể đi tìm và cắt. Rồi, mình sẽ để xuống đây xem. Rồi, một chiếc búa. Đặt vỡ cái này đi, xong là cái gì không. Rồi. Ông này nó nèo mình rồi. Thôi, wow, mình bắt rồi, oh my god. Rồi ok, mình xin phép dừng cái clip tới đây. Hẹn gặp lại các bạn trong cái clip tiếp theo.